chào các đồng chí và các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã theo dõi bản tin Than Dương Huy. Bản tin hôm nay có nội dung sau. Nhằm phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh nghề lò, chiều ngày 23 tháng 8 năm 2019, công ty Than Dương Huy TKV đã cùng với trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn. Tại đây, đoàn đã trực tiếp tới tham quan vị trí, điều kiện, môi trường làm việc và khu chung cư, nơi ăn ở của công nhân lò, gặp gỡ một số công nhân người Yên Châu đang làm việc tại công ty, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như thu nhập thực tế của họ. Đoàn cũng đã có buổi trao đổi, trò chuyện, được giải đáp các vấn đề xung quanh chế độ chính sách đãi ngộ đối với lao động thợ lò. Buổi làm việc có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền nhằm vận động, khuyến khích người lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung tham gia làm việc trong ngành than, phục vụ công tác tuyển sinh nghề lò. Trong những năm gần đây, công tác tuyển sinh, đào tạo công nhân kỹ thuật nghề mỏ hầm lò tiếp tục đứng trước những khó khăn và thách thức, trong khi nhu cầu về nguồn lao động nghề mỏ hầm lò hàng năm là rất lớn. Phối hợp với trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam, công ty Than Dương Huy TKV đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh. Cùng với những giải pháp đồng bộ và bền vững trong phát triển sản xuất kinh doanh, đi đôi với chăm lo đời sống người lao động, năm 2019, chỉ tính đến hết tháng 8, công ty đã tuyển được 417 trên 400 công nhân nghề lò, đạt 104% kế hoạch năm.